Ui, ui, đóng rồi, đóng rồi. Đóng lò anh em ơi. Hàng cụ rồi. Đấy, ui, ui, đóng rồi, đóng rồi. Còn này bự hơn, bự hơn. Đấy, đóng ngay. Ui, 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 đóng ngay. Wow. Bút, đan, đan, đan. Đan rồi, đan, đan, đan rồi anh em ơi. Đấy, đóng ngay. Ui, xoay, ui, ui, đóng ngay. Wow. Bút, đan, đan, đan. Đan rồi, đan, đan, đan rồi anh em ơi. Chua cắm viên anh em ạ, và thêm một ít phụ gia nữa cho màu nó đẹp đẹp tí, trông nó chuyên nghiệp. Thực ra là D1 các bác nhá, thêm tí cho chuyên nghiệp thì là đánh cho vào nó màu mè tí thôi. Rồi nắm mồi nhỏ thả bác. Thêm một ít ổ chua bác nhá, ổ chua tơi tơi xuống cho cá nó vào. Ôi, ôi, đóng rồi, đóng rồi. Đóng lò anh em ơi. Hàng cụ rồi, hàng cụ rồi. Đóng rồi, đóng rồi. Còn này bự hơn, bự hơn. Đúng rồi, hàng cụ anh em ơi. Đóng lò anh em ơi. Hàng cụ rồi, hàng cụ rồi. Chạy, mất chạy. Chưa?
xong rồi đấy luôn. To nhá. Con này hấp thì tuyệt vời luôn. Đấy. Đã chưa anh em ơi? Rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đóng hàng cho vào dọn. Đây này thì hấp một tuyệt vời. Cần tay đóng. Ôi, nhiều tí đâu điện. Ui giời. À, ngon. Quẩn hết cả lưỡi các bác ạ. Đóng con to nữa nó quẩn bắt bè. Vọt rách cả vọt à. Cái vọt sida của em mà lên là rất nhiều cá luôn, vọt to thì không bằng. Vọt to này toàn đáp nhà này. Lưỡi. Lưỡi thật là khiếp khủng. Đấy, tay của lưỡi rất là cứng các bác nhá. Bẻ nó về vị trí ban đầu ngoài rất là cứng. Nhưng không như loại lưỡi tay mềm kia. Nói chung là tiền nào của đấy. Ok. À, ấm ấm trời cái là hàng lên ngay. Đã rồi. Ấm ấm trời cái là lên hàng ngay anh em ạ. Cứ cục mồi to to tí nhá. Cho xuống tí tàn ra là vừa tầm. Đấy, đóng ngay. Ui trời, ui đóng ngay. Wow. Út, đang rồi anh em ơi. Đấy, đóng ngay. Ui trời, ui đóng ngay. Wow. Út, đang rồi anh em ơi. Út giỏi rồi. Quả ngay. Chạy làm sao được. Về chưa? Chạy làm sao được các bác ơi.
cần nhấc bọng lên cơ mà. Vớt vớt em ơi. Ui. Mắc mắc mắc. Đóng quả sướng sướng quá. Đúng đúng hàng đen anh em nhé. Đã chưa? Đấy nhanh nhanh. À, cho bác xem ha, oh, phê chưa, con này kéo cần tay dã man. À. Ê, cứu em với, cứu em với. Tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời. À, xuống rõ ba rồi. Xuống rõ anh em ơi, cho con này vào. Bộ lưỡi chất chưa bác, đóng cá phê lòi luôn. Chú trong cỏ to chưa anh em? Ủa to luôn, cần tay rít cái con này nó đã đời luôn. Con này đánh cần tay nó tuyệt vời không còn gì bằng. Con này giờ về anh em chúng tôi sẽ hấp, anh em thấy chưa, tay cầm vẫn còn run. À, tuyệt vời ông mặt rồi. Như cái chấm cỏ hay chú là so chấm đèn nó yếu hơn rất nhiều. Dòng cần tay mà em dòng một nút cái lên ngay. Nói chung là cần khỏe nữa. Chuyên mục đang nằm nòng cá các bác này. Nòng dày như nòng gà luôn. Mà nòng gà gọi là cũ ấy. Anh em nhìn chưa? Đang cho súp vào bóp đây. Nòng chấm cỏ. Thì thôi rồi. Này anh em chúng tôi hấp các bác nha. Bây giờ về muộn là trưa thì không làm một cái món gì, chỉ có hấp cho vào uống bia là nhanh. Cá đang cuộn ở nồi rồi. Hấp đáng ngại. Để một cá may mắn nhất năm này được lên TV hàng nghìn anh em biết đến này. Nhiều con bây giờ muốn được người ta biết đến cũng khó. May mắn cho mày đấy. Trước khi chết còn được bao người biết đến. Tuyệt vời, úp hết đống ngã ngải là hấp. Quên làm bia. Đấy, quên không mua, vừa đi về không mua ít bia đấy. Làm bom bia hơi các bác ơi. Đấy, bia hơi. Đó, cho thêm mấy viên đá để đỡ bọt. Bán hàng rất có tâm. Cho cá thơm thế, cá hấp để có bia lắm thôi. Thành quả anh em tôi ngày hôm nay đây. Thơm thế, to nhỉ, trông chín trông to hẳn. Đúng nợ thì nợ thì tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, cho luôn cả nồi anh em ngồi nó sướng. Qua thì đã nhỉ. Đây bia, mùa đông uống bia hơi. À. Chưa vừa có lửa chanh ấy. Bia giờ nó hết bọt này, mà lạnh này cứ để không chẳng cần đá cũng lạnh nhỉ. Rồi mời các bạn cá anh em thôi nhá. Đây mắm này thì sao bên kia ấy nào, sao lại có bát sẵn. Rồi, khai trường uống tí bia đã. Uống bia đã các bác ạ. Uầy, lạnh quá. Đã nằm gà rồi, lạnh. Buốt rồi. Uầy, chuyển hai. Thơm nhỉ.
Thôi ăn cái bụng nó con này. Nó vất đi mà. miếng thịt trắng. Của người làm lòng lĩnh vất đi thật đấy. Lòng ngon vất đi. Ngon phê. Ăn cái bụng nó xuống. Con cá. Ủa, có trứng này. Ừ. Ăn trứng không? Anh gửi cho con. Đây vào này cho mình cá. Đây một nồi ăn kiểu om om này mới nóng. Ăn đến cuối trận vẫn nóng, không bao giờ tanh. Thế quá ạ.